từ vựng tiếng Anh. Bài 53, phần 4, số 1. Số 1 là thao, là thị trấn. Thao, thao là thị trấn. Số 2, số 2 là Describer là miêu tả. Describer là miêu tả. Describer miêu tả. Ba là common, common là phổ biến, common là phổ biến. Common là phổ biến. Common là phổ biến. Bốn là south thì south, south thì là phía nam. Sau thì là phía nam. Sau thì là phía nam. Số 5, số 5 khẩn tất. Khẩn tất là liên lạc. Khẩn tất là liên lạc. Khẩn tắc là liên lạc. Số 6, số 6 là sai, là ký. Sai là ký, ký tên. Sai là ký tên. Thao là thị trấn. Deadline là mộng. Deadline là mưu trả. Common là phổ biến. Sao thì là phía nam. Khẩn tắc là liên lạc. Sai là ký tên. Thao là thị trấn. Describer là miêu tả. Common là phổ biến. Sao thì là phía nam. Khẩn tắc là liên lạc. Sai là ký tên. Thao là thị trấn. Describer là miêu tả. Common là phổ biến. Sao thì là phía nam. Khẩn tắc là liên lạc. Sai là ký tên. Thao là thị trấn. Describer là miêu tả. Common là phổ biến. Sao thì là phía nam. Khẩn tắc là liên lạc. Sai là ký tên. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 53 phần 4 tại đây ạ.